Xin chào thầy cô cùng tất cả các bạn, mình là Nguyễn Viết Đạt và số sinh viên của mình là COV019HP07. Thì chào mừng các bạn đến với chuỗi video sinh viên edX học gì và làm gì, đúng không ạ? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu với cái buổi chương trình của chúng ta về cái phần đề, đây là chúng ta đi tìm hiểu một chủ đề, đây là các cái biện pháp mà chúng ta thường là nói để về các biện pháp để làm giàu cảm xúc, đúng không ạ? Chắc hẳn thì trong cuộc sống của các bạn thì các bạn cũng đã từng rất là nhiều lần vấn đề là mất cảm xúc này, đúng không ạ? Chúng ta thường gặp những vấn đề khó khăn về cuộc sống như là về vấn đề về bạn bè, gia đình hay là công việc học tập của chúng ta chẳng hạn. Chúng ta cũng thường hay là bị tụt hết cảm xúc, đúng không ạ? Thì chúng ta tạo nên cho chúng ta những cái sự vấn đề là khó khăn trong công việc và khó để hoàn thành nó, đúng không? Thì có bao giờ bạn đã từng, cũng là có bao giờ chúng ta đã từng suy nghĩ rằng là ta sẽ tự xây dựng cho bản thân mình một cái cảm xúc và luôn luôn khiến cho cái cảm xúc đấy luôn luôn được giữ vững và duy trì cái cảm xúc đấy hay không? Thì hôm nay chúng ta sẽ đi cùng nhau đi tìm hiểu về cái cách mà để chúng ta có thể là duy trì hạnh phúc, duy trì cái cảm xúc của chúng ta này, và cũng là tạo nên những cái cảm xúc mới và khiến cho nó trở nên tích cực và giàu có hơn trong cái cảm xúc của chúng ta, để khiến chúng ta luôn luôn hoàn thành tốt công việc và luôn luôn thành công trong cuộc sống nhá. Đầu tiên là các biện pháp của chúng ta, đúng không ạ? Thì chúng ta phải tạo một cách để là xây dựng và tự tạo cảm xúc của chúng ta, tìm kiếm những thứ mà để đáp ứng với nhu cầu cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như là bây giờ chúng ta đang rất buồn, đúng không? Ví dụ như bây giờ bạn đang rất buồn và rất chán nản về một cái công việc nào đấy, thì chắc chắn là không ai có thể đến để khuyên chúng ta. Những lời khuyên của họ thì chỉ khiến là chúng ta cảm thấy là công việc đó thật là gò bó hơn mà thôi, đúng không? Chỉ có khi chúng ta có một cái suy nghĩ tích cực hơn về cuộc sống này, tích cực hơn về công việc, thì thay vào đó là ví dụ chúng ta cần phải đấy là chúng ta sẽ bạn sẽ tìm trong công việc đấy có những cái điều gì hạnh phúc và điều gì khiến cho chúng ta trở nên thích thú nó hơn, để chúng ta có thể tiếp tục cố gắng và tiếp tục yêu thích công việc đấy. Thì hôm trước bọn mình cũng học một cái vấn đề là học một cái môn telesale, thì cô Hảo cô có chia sẻ một câu đấy là để bắt đầu một công việc mới thì cô luôn luôn tìm tất cả mọi thứ ở trong công việc đấy để cô yêu thích và trở nên thích thú nó, và coi nó đấy là sản phẩm, là cái công cụ, là cái sản phẩm của bản thân cô, để cô luôn cố gắng và luôn luôn yêu thích nó để hoàn thành tốt công việc của nó. Thì cũng giống như trong cuộc sống của chúng ta phải luôn luôn yêu thích mọi thứ, dù là thứ đấy chúng ta ghét bỏ đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải tìm ra điểm mà chúng ta yêu thích, để chúng ta luôn luôn hạnh phúc và luôn có cảm xúc tích cực, để tránh tình trạng là chúng ta sẽ bị quên đi những cái vấn đề mà chúng ta cần phải có sắp tới, đúng không ạ? Thì từ khi đấy thì chúng ta sẽ phải thỏa mãn được cái nhu cầu của chúng ta, đúng không? Khi chúng ta thỏa mãn được cái nhu cầu của chúng ta thì rồi thì chúng ta mới bắt đầu yêu thích được công việc, đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta xây dựng những cái hình thái, trạng thái tư tưởng và tự kỷ ám thị. Có nghĩa là ví dụ như là bây giờ bạn ăn một cái kem, đúng không? Cái kem đấy là có một cái vị, đó là vị matcha chẳng hạn. Matcha chẳng hạn, mà bạn không thích cái vị matcha thì chúng ta cũng phải tưởng tượng ra và chúng ta ăn nó với một cái vẻ rất là hạnh phúc. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn tưởng tượng và ám thị nó là nó rất ngon và có một cái mùi thơm rất là thơm, thì chúng ta mới yêu thích được nó. Và nó có thể là, ví dụ là có rất nhiều bạn nữ, đúng không, thì có thể là ghét vị matcha chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tự nghĩ đây là cái vị matcha nó, khi chúng ta matcha vào nó có thể làm cho làn da của chúng ta trở nên căng bóng và có thể là sáng hơn về cái làn da của chúng ta, thì chúng ta sẽ yêu thích nó hơn, đúng không? Khi nhắc đến là vấn đề là ăn kem mà nó có thể là giúp cho chúng ta trở nên đẹp hơn thì ai mà chả thích, đúng không ạ? Đấy, khi đấy thì cảm xúc của chúng ta về cái cây kem này nó sẽ tích cực hơn rất là nhiều, thay vì chúng ta cứ nghĩ là ô, cái kem này nó không ăn được cái vị matcha, không ăn được, không thích màu xanh các kiểu, thì nó sẽ khiến cho chúng ta trở nên có một cái cảm xúc bị tụt xuống, và dần dần nó sẽ khiến cho bạn và cảm xúc của chúng ta bị mất đi và trở nên ghét nó nhiều hơn. Thì khi mà chúng ta ghét đi một người, ví dụ chúng ta ở trong lớp học thì chả ai mà không ghét ai, đúng không? Thì chắc chắn bạn có thể ghét một người nào đấy, hoặc là không thích họ, hoặc là luôn luôn tìm ra những cái điểm bất đồng về lời nói và cái suy nghĩ của họ để chúng ta phản biện lên cái họ. Thì có thể là bây giờ chúng ta sẽ thay đổi một cách đấy là chúng ta luôn luôn tưởng tượng ra và tự kỷ ám thị với bản thân họ, là chúng ta luôn luôn ghét họ rồi, thì bây giờ chúng ta phải đổi lại là chúng ta tự kỷ ám thị là chúng ta thích họ. Và ví dụ là bạn ấy rất đẹp trai, hay là bạn ấy cao, bạn ấy xinh gái, hay là bạn ấy hiền lành chẳng hạn, thì chúng ta phải tự kỷ ám thị về những điều đó là để chúng ta thích họ, để tạo nên một cái môi trường và một cái cộng đồng học, lớp học này, môi trường và xã hội luôn luôn happy và hạnh phúc, đúng không ạ? Cũng giống như tiêu châm ngôn của edX, đây là xây dựng một thành phố happy city, đúng không ạ? Đấy. Tiếp theo là luôn luôn phải tạo một hệ thống xây dựng niềm tin. Thì khi mà còn bây giờ bạn hoàn thành một công việc mà bạn không có niềm tin về cái sản phẩm, cái công việc đấy của bạn, thì có bao giờ bạn hoàn thành được hay không? Khi mà bạn bán một cái sản phẩm, ví dụ bọn mình đang học cái môn telesale, thì khi mà bạn bán một cái sản phẩm nào đấy, ví dụ là bán sản phẩm của chúng ta đang thực tập, đấy là chúng ta đang cùng nhau hướng giới thiệu về Đại học edX cho tất cả mọi người. Vì chúng ta đang là những sinh viên, chúng ta review lại những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm và những cái môi trường học ở trong trường của chúng ta, review đến cho các bạn về các bạn mới 12, đúng không? Thì chúng ta bây giờ chúng ta cũng là chúng ta coi như đây là một cái sản phẩm của chúng ta để chúng ta quảng bá đến. Thì trước tiên chúng ta là sinh viên, chúng ta phải yêu trường. Nếu chúng ta không yêu trường, không thích trường và không quý mến trường và không có niềm tin về ngôi trường này, sau khi chúng ta học xong chúng ta sẽ có được công việc làm ổn định này. Chúng ta không tự tưởng tượng và không tạo dựng niềm tin cho bản thân mình về cái môi trường này, thì thử hỏi sẽ ai tin cho bạn? Và lúc đấy chúng ta có thể là gắn bó với ngôi trường đến 100% hay không? Và chúng ta có đi hết chặng đường mà ngôi trường đấy đã đào tạo cho chúng ta hay không? Đấy là điều mà quan trọng nhất trong cái môi trường và trong cái niềm tin, trong hệ thống tư tưởng của chúng ta, đúng không ạ? Phải luôn luôn là một người công chúng. Là người công chúng thì thực tế thì khi mà chúng ta được nhiều người biết đến ý, thì chúng ta sẽ rất vui. Khi mà chúng ta, ví dụ chúng ta ra đường chẳng hạn mà được người khác chào hỏi chúng ta thì chúng ta cũng rất vui, đúng không? Thì chúng ta luôn luôn phải là tạo một cái hình tượng là người công chúng ở đây, là dù có ở một mình thì chúng ta vẫn phải luôn luôn có thể là mình dùng một từ hơi đấy là chúng ta phải luôn luôn diễn. Thì có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn cố gắng và luôn phát triển. Giống như chúng ta đang ở một ngôi phòng mà rất là nhiều người, thì chúng tôi luôn luôn phải cố gắng theo cái môi trường và công việc của chúng ta. Không được là lúc ở một mình thì chúng ta buông bỏ bản thân, và ở một mình thì chúng ta thoải mái cho bản thân của chúng ta, thì tạo nên cho chúng ta một cái môi trường đấy là không hoàn thành công việc, đúng không ạ? Xây dựng niềm tin dựa trên một cái thứ tín ngưỡng, có nghĩa là chúng ta luôn luôn tin vào một cái phần nào đấy 100%, đúng không ạ? Tín ngưỡng, nghe cái từ tín ngưỡng thì nó hơi là xa lạ và hơi một chút phần đó mê tín của chúng ta, nhưng mà thực tế là khi chúng ta tín ngưỡng có nghĩa là chúng ta tin tưởng về đấy 100% và chúng ta luôn luôn học tập phát triển theo nó, theo cái lý tưởng, theo cái mà chúng ta luôn luôn tin tưởng đấy, để chúng ta không bao giờ bị chúng ta đi theo một cái con đường đấy, đúng không? Thì ví dụ là chúng ta tin edX chẳng hạn, đúng không? Chúng ta tin vào phương pháp giáo dục của Đại học edX, chúng ta luôn luôn đi theo và chúng ta tin 100% nó, dù là có bao nhiêu lần nhà trường bị phản ánh này, phản ánh kia, thì đằng nào mà một ngôi trường mới thì chả có một cái vấn đề phản ánh nào. Nhưng mà đã là sinh viên của edX thì phải luôn luôn tin tưởng edX và phải luôn luôn đi theo những cái lộ trình giảng dạy của edX, và phải luôn luôn cùng nhà trường góp ý, đóng góp và hoàn thành cái môi trường của edX 100%. Và sau này phải dựa trên những cái thành công của bản thân để khiến cho edX ngày càng trở nên có được cái địa vị và cái thương hiệu mạnh mẽ hơn. Thì cuối cùng của cái video này là chúng ta phải luôn luôn yêu thích tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Dù là chúng ta có ghét bỏ đi một thứ nào đấy thì chúng ta cũng phải luôn yêu thích, để có một cái gọi là chúng ta có một cái cảm xúc tốt đẹp và không bị tức giận ở với tất cả mọi yếu tố nào. Có nghĩa là khi mà chúng ta bắt đầu tức giận thì chúng ta có thể là cười, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta làm một cái biểu cảm xúc nào đấy mà sau khi đó thì chúng ta sẽ trở về một cái trạng thái đấy là ôn hòa. Có nghĩa là chúng ta không quá bị kích thích về nó và cũng không quá buồn bã về nó, mà chúng ta luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, luôn luôn tin tưởng vào bất kỳ một yếu tố nào. Và đặc biệt là trong công việc học tập thì chúng ta phải luôn luôn yêu học tập, yêu công việc của mình và tìm ra những điều mà chúng ta luôn luôn yêu thích, và chúng ta yêu thích nó để hoàn thành mọi thứ nhé. Thì chuỗi video của sinh viên edX học gì và làm gì đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe video này, và rất mong các bạn có thể comment bài những ý kiến, những cái suy nghĩ, những cái biện pháp, những cái phương pháp để có thể là tạo dựng cái cảm xúc, suy nghĩ của bản thân mình tốt đẹp hơn, để xây dựng một cuộc sống happiness, đúng không ạ? Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe video này. Xin chân thành cảm ơn.